Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 7, phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ.